thể sẽ cùng đến với lễ theo phong tục tập quán trên quê hương của chúng ta. Một phần trân trọng kính mời toàn thể cô chú chị, chúng ta sẽ cùng vui lòng chuẩn bị chầu chè thuốc nước để cùng chào đón sự diện của quan viên gia đình họ nhà cha trong buổi sáng ngày hôm nay. Lần nữa xin được chân thành cảm ơn và trân trọng được kính mời. Trong đám cưới của người dân tộc Tày thì sẽ phải có những cái lễ phẩm như thế này khi nhà trai sang nhà gái để đón dâu. Khi nhà trai sang đón dâu bên nhà gái thì Sơn cũng đang ghi hình đây cho mọi người xem này, bao gồm có gà trống thiến này, đấy, và rượu, gạo, rồi rất là nhiều mọi thứ phải cho vào cái đòn gánh như này để gánh mọi người nhá. Toàn cảnh hai bên, hai họ nhà trai và nhà gái thì cũng đang ngồi trên căn nhà sàn để có những câu chuyện với nhau. Chú rể đều là người Tày nhưng mà các bạn ý thì đang mặc một cái bộ váy đây, váy hiện đại rồi. Như mọi người có thể quan sát thấy rằng đây chính là cái nghi lễ cúng trong cái đám cưới của người dân tộc Tày. Thì sẽ có những cái hình thức phải nói là rất là tuyệt vời. Đây nó cũng là một trong những cái nét văn hóa đặc sắc của người dân tộc Tày cũng như là dân tộc Việt Nam chúng ta mọi người ạ. Mâm cỗ cúng hiểu, cúng kiểu dạng như là cúng gia tiên đấy mọi người. Đấy, còn bên ngoài kia nữa, kiểu bên trong kia nữa thì có những cái thứ gì, nói chung là vẫn đó là vẫn là những cái vật phẩm thôi. Còn bên phía trước mặt như mọi người đang quan sát kia thì những kiểu như là cơi trầu ấy, kiểu như cơi trầu thì các bà cũng đang sắp ra kia. Và đây, tất cả đây là những cái nghi lễ trong cái phong tục của người dân tộc Tày khi mà nhà trai sang đón dâu. Và đây là bắt đầu gọi là cái lễ vái đấy, lễ vái đúng không? Phải lễ vái mọi người ạ. Bây giờ thì mọi người đang mở lễ của bên nhà trai khi đem sang nhà gái, thì bây giờ sẽ mở những cái lễ này ra để xem là bên trong lễ là có được đầy đủ sính lễ không mọi người ạ. Đấy, nỗ này đó, đám cưới người Tày thì sẽ phải có những cái nghi lễ này. Và bên trong kia là gà trống thiến với cả gà mái hả cô? Có mấy con gà trống thiến? À, có cả gà trống, gà mái đúng không? Vâng. Thế còn ở những cái giỏ các cô mà đang cởi đây là gạo đây. Đây là gạo nếp này. Gạo nếp. Bên đây cũng là gạo nếp luôn nữa. Trong này có một cái trong đấy là có phong bao lì xì luôn à? À, mình được bóc luôn à chị ơi? Đấy, bóc xem lì xì ở bên trong là gì nào. Chúng ta cũng có 2 tờ 10.000. Rồi, có 2 tờ 10.000. Và bên này nhà trai đây. Quá nhà thì nghèo mà lại không có lì xì. À, bên này lại không có. Bên này của em thế này. Có thế là có mỗi một sọt kia là có lì xì thôi à? Đáng mừng mở. Thế là chị kia hên rồi đúng không? Chị kia được nhận lì xì. Đây là có 4 sọt gạo, 2 sọt gạo lép và 2 sọt gạo tẻ. Còn đây là những cái can rượu. Cháu tưởng 2 can là 1 can thôi à bà? 1 can thôi.
À, có một căn rượu rất là to bên kia nữa mọi người ạ. Còn thêm cả mấy. Cái này là mở gánh này, người mở gánh này. Mở gánh thì là trong này là lễ cho bà ngoại nào, cái nó đang khai giới. Lễ bà ngoại. Cái này chắc là lì xì rồi. Đúng rồi, cái nhỏ nhỏ đấy chắc là lì xì rồi. Thế còn trong những cái này thì nó có những cái thứ gì cô có lắm được? Cái này là thuốc lá này, chè này, trong này là cho bà ngoại, không biết là gì. Trong thường thường thì là cái gì cô? Thường thường là có mảnh vải. À, thế ạ, vâng. Thường thường là có mảnh vải đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Đó, như mọi người có thể quan sát thấy rằng là tất cả những cái phong tục lễ của bên nhà trai khi đem sang bên nhà gái để đón dâu và theo phong tục của người Tày thì bao gồm là sẽ phải có đầy đủ như vậy. Ồ, đây nữa này. Đấy. Đây một cái gói như này thì bên trong thì thấy có trầu và rễ thôi. Nè, còn không thấy có cau. Trong cái hộp đỏ đỏ nhỏ nhỏ kia thì là chè mọi người ạ. Còn chị bên đây thì cũng đang tháo gà, hãy tháo vu gà ra để à, này, gửi với đâu ạ? À, đuổi nó xuống ạ. Cần cái này mình đem mổ luôn chứ. Đây nào, xem mấy con gà nào. Có 1, 2, 3, 4 con gà trống này. Gà thiến đúng không? À đây, cả bên này cũng gà thiến hay gà mái đây. Có một con gà mái thôi. Một con gà mái với cả ban gà. 7 con. 7 con hay 6 con? Bên 3 con, bên này 3 con. À đúng rồi, 6 con gà thiến. 6 con gà thiến và một con gà mái. Con gà thiến, một con gà mái. Rồi. Đầy đủ nghi lễ của chú rể người Tày đi hỏi vợ và đón vợ mọi người. Khi xong tất cả các thủ tục nghi lễ thì bây giờ là đến bước gọi là uống rượu, mời rượu thôi. Đó, như mọi người có thể quan sát thấy rằng là ở bên dưới kia thì có một khay rượu. Bây giờ thì hai họ sẽ nói một chút câu chuyện với nhau và sẽ mời nhau những ly rượu, gọi là những ly rượu hồng. Bây giờ thì mọi người cũng ngồi đây để đàm đạo những câu chuyện, chia sẻ với nhau những câu chuyện và sau đó là sẽ đi xuống dưới hội trường để ăn cỗ và tổ chức cho dâu rể ở bên dưới sân khấu hội trường thôi mọi người ạ. Chú rể của chúng ta thì vẫn đang ngồi ở trên này và cô dâu thì đang phải đứng ở bên dưới để đón khách. Chắc lát nữa thì dâu rể sẽ tổ chức ở bên dưới sân khấu hội trường nhé. Sơn sẽ chụp ảnh ở bên dưới đó. Nhưng mọi người có thể quan sát thấy rằng trong cỗ cưới của người đồng bào dân tộc Tày thì có một cái món ăn rất là ngon. Đó là món nộm gì đấy, Sơn cũng không biết nó là nộm gì nữa, nhưng mà đây chắc chắn là món nộm rồi mọi người ạ. Đây mọi người quan sát chưa? Trông nó hấp dẫn làm sao mà nó có một cái mùi rất là thơm nhé mọi người. Mùi thơm và mình nghĩ chắc là ăn sẽ rất là ngon đây. Bạn gái này đang trang trí một cái gì vào trong cái đĩa nộm đó. Trang trí cái gì vào đấy hả em gái? Nước sốt à? À, cái này nhìn thì nó cũng có màu sắc và có một cái mùi thơm rất là dễ chịu, rất là ngon. Vâng, thưa các bạn, đứng cạnh cô dâu của chúng ta ngày hôm nay thì đây chính là chị gái của cô dâu. Chị gái của cô dâu thì theo như Sơn quan sát thấy thì có vẻ hình như là chưa chồng mới sao ấy. Xinh. Có chồng chưa? Có chồng chưa em? Chưa chồng, chưa con, chưa người yêu, đang đi học. Ôi, đấy nhá. Như các bạn đang nghe thấy một cô gái rất là xinh đẹp giới thiệu rồi. Một cô gái chưa chồng, chưa con, chưa người yêu và đang đi học. Nếu tới đây mà bạn ấy có muốn yêu thì mọi người xem được video này có thể liên hệ cho Sơn để Sơn giới thiệu địa chỉ nhá. Còn đây, bên trong đây thì là bên đại diện gia đình. Các cô, các chị đang đứng ở đây để tiếp đón những khách mời. Khách mời đến ăn cỗ. Đấy. Đây bây giờ thì cũng chuẩn bị vào bữa tiệc rồi. Lượng khách mời thì cũng đang bắt đầu di chuyển đến gia đình để ăn bữa cỗ trong đám cưới của người dân tộc Tày. Rất là tình cảm, rất là đầm ấm.
À, cô dâu người Tày của chúng ta ngày hôm nay thì rất là xinh đẹp rồi. Khi khoác lên mình một bộ váy hiện đại, đứng cạnh với cả bạn của cô dâu cũng là một cô gái rất là xinh. À, chị gái cô dâu ạ. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, sau khi tất cả các thủ tục nghi lễ của đôi cô dâu chú rể người dân tộc Tày đã được hoàn tất thì bây giờ thì mọi người cũng đang tập trung ở bên trên sàn nhà chính của nhà cô dâu để ngồi ăn cỗ, uống rượu, đàm đạo, chia sẻ những câu chuyện và những lời chúc phúc sẽ dành đến cho hai họ gia đình các bạn ạ. Và như mọi người có thể quan sát thấy rằng cỗ của nhà cô dâu chúng ta hôm nay rất là ngon, rất là tuyệt vời. Và cái món đặc biệt nhất thì ngay từ đầu video thì Sơn cũng đã giới thiệu rồi. Đó là một cái món nộm gì đó rất là ngon. Và đây nữa này, rất là nhiều món. Hai cái gói xanh xanh kia là xôi màu nhá. Xôi màu thường thường là trong các đám cưới ở người dân tộc vùng cao thì sẽ có xôi màu mọi người ạ. Ở trên nhà sàn thì các vị đại diện cho nhà trai, nhà gái, có nghĩa là các vị bậc tiền bối thì đang ngồi ăn cỗ uống rượu bên trên. Còn bên dưới vông dạp thì như mọi người có thể quan sát thấy rằng là rất là đông khách mời của cô dâu chú rể cũng như là khách mời của bố mẹ cô dâu chú rể đang ngồi uống rượu chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất trong ngày lễ vu quy của đôi bạn trẻ người dân tộc Tày này các bạn ạ. Còn bên dưới đây, đứng cạnh với cả hòm phong bì thì Sơn quan sát thấy rằng mọi người, đây chắc là các chị em, mọi người cũng rất là đông đang đứng đây, có lẽ là sẽ chờ những mâm cỗ tiếp theo để vào ngồi uống rượu chúc phúc cho đôi bạn trẻ thôi. Vì hôm nay thì nhà cô dâu đám cưới ngày hôm nay nhà cô dâu ấy thì cũng bị gặp trời mưa cho nên là thời tiết nó không được ủng hộ lắm. Với hai nữa là cái lượng khách mời rất là đông. Lượng khách mời như mọi người thấy đây, lượng khách mời rất là đông cho nên là cũng cần phải chờ đợi gia đình sắp xếp mâm cỗ bàn tiệc. Sau khi đi review tất cả xung quanh khu vực hội trường cưới cũng như là trên nhà, dưới nhà của cô dâu đây thì bây giờ Sơn sẽ ngồi vào vị trí này, ngồi vào mâm cỗ này cùng với cả anh em nhà dạp MC để thưởng thức những món ăn, những món ăn rất là đặc biệt ở đám cưới của đôi bạn trẻ người dân tộc Tày. Những món ẩm thực phải gọi là rất là tuyệt vời mọi người nhá. Toàn là món ngon thôi này mọi người này. Canh măng rừng này, măng rừng, măng nứa được nấu với xương nhá. Gà đồi này. Đó, còn đây là thịt nướng chả đấy. Còn đây cái món chắc là cái món ngon nhất mà Sơn thích chắc là món nộm này rồi. Còn bên này thì
Món này là món gì đây anh nhỉ? Châu hấp à? Ôi, nhìn sao mà cái miếng bì của nó nhìn ngon nhỉ? Nhìn quá ngon luôn đấy. Rồi, còn bây giờ thì chắc là Sơn xin phép được gác máy để ngồi ăn cỗ đã các bạn nhá.